chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại buổi khai trương chi nhánh mới của Minh Tú Mobile tại 363 Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Cùng xem là bên trong có gì nha. Let's go. Mình phỏng vấn xem là khách hàng đến với Minh Tú Mobile có trải nghiệm như thế nào nha. Okay. Không biết là mọi người thấy không khí và là không gian buổi khai trương ngày hôm nay như thế nào? Hôm nay thì rất là nhộn nhịp, hôm nay thì rất là đông, phải đứng chờ từ sáng luôn đó bởi vì xếp hàng khá là đông. Em hả, em cũng thấy không khí hôm nay rất là hoành tráng, chuẩn bị rất là kỹ càng luôn. Hôm nay thì em rất vui khi đến mình tham quan và mua sắm và được tặng quà không gì. Mọi người mua sắm rất là đông nên mình cũng không nghĩ là ở đây sẽ đông vậy, là vì mình cố gắng đi sớm nhất có thể. À, vậy là ở đây xa nhà bạn lắm hả? Không, ở đây còn nhà mình nên mình tiện đường mình ghé mình đi làm luôn. Sôi động lắm chị, em thấy cảm hứng á. Yes, anh đi qua, anh đi ngang qua là anh tưởng là cái hội chợ vậy. Nó quá, anh có nghĩ là tưởng khai trương là nó mới á, mới là tầm chiều chiều nó mới đông. Nhưng mà từ sáng là đã đông rồi đúng không? Ở đây thấy rất là nhộn nhịp, trưng bày sản phẩm rất là đẹp mắt. Không biết hai chị hôm nay tới mua là mình đã mua được sản phẩm nào cho mình rồi? Tụi em dán miếng dán cương lực đó chị. Em thì mua pin dự phòng, mình mua những phụ kiện để dùng cho gia đình như là sạc pin này, tai nghe đó. Mình mua la chiêu go ba ở đây à? Em thì muốn mua cái gì cũng được. Nhưng mà một tiếng sau mới có hàng lại. À vậy là hơi chậm tay một chút xíu thôi. Mua gì không muốn? Anh mua cái dép hồ là bốn. Thì anh thấy giá hôm nay như thế nào? Có hợp lý không? Có rất là ưu đãi không? Anh đang đi làm mà cái giá này Hôm nay thì mình qua mình tham khảo hay có chương trình khuyến mãi nào không? Yes. Cũng đang lựa chọn thôi chứ chưa có mua cái gì. Chị thấy chất lượng dịch vụ cũng như là nhân viên ở đây như thế nào? Các bạn nhân viên đây thì rất là nhiệt tình, nói chung là rất là dễ thương. Em cũng thấy mấy bạn chạy đón mình rất là nhiệt tình, dù khách có đông nhưng mà vẫn tư vấn mình nhiệt tình. Mấy bạn có dễ thương, nhiệt tình và rất là chu đáo. Mọi người chăm sóc khách hàng rất là tốt, mình khá hài lòng. Mình sẽ ghé đây lần tiếp theo. Minh Tú thì trước giờ với dịch vụ lúc nào em cũng ấm hết rồi, tại vì em là khách hàng lâu năm ở đây rồi. Wow, thì cái dịch vụ Minh Tú lúc này rất là tốt luôn. Mấy bạn tư vấn nhiệt tình. Thấy mấy bạn chắc hàng cũng nhanh. Thấy các bạn nãy giờ cũng mình chưa mua gì hết nhưng mà các bạn hỏi thăm mình rất là nhiều, tư vấn nhiệt tình lắm. Chị có hài lòng với dịch vụ hôm nay không? Có. Ok, vậy thì nhìn vào camera xong mình like với em một cái nha. 2, 3. Ok. Ok, em cảm ơn nhiều. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra tại buổi khai trương chi nhánh mới của Minh Tú Mobile tại 363 Nguyễn Anh, Gò Vấp. Cho nên là nhớ like, share và subscribe cho kênh của Minh Tú Mobile nha. Bye bye.